và bởi vậy như Phật giáo cái trước 75 mới có đòi hỏi năm điều kiện đó nha yeah. xin cho tự do hành đạo xin cho đủ thứ chuyện hết đó nha yeah. thì bây giờ nó nói nó không phải là dư luận viên thành ra cái lá thơ nó trước khi mà nó gọi cho tôi và nó email cho tôi thì nó lại giới thiệu nó là ai mời quý vị theo dõi nha rồi sau đó tôi sẽ trả lời nó nha yeah. đây là trường hợp ngoại lệ bây giờ không lẽ là mình chỉ nhận đệ tử mình nhưng mà nó cũng người Việt Nam thì nó con có đảng viên nó hỏi thì mình cũng phải trả lời nha thì tôi cũng sai quy tắc tụi nó lâu nay tôi chỉ trả lời cho những đệ tử của tôi ở trong nước và ở hải ngoại mục đích của tôi là những tiếng nói của tiều khảo thích thông lai làm so dịu nỗi đau của những đồng bào đang sống trong gông cùm cộng sản là niềm tin làm hy vọng cho họ vui để ít ra còn có người còn nghĩ tới họ và thông cảm cho họ. Nha, bây giờ tôi mời quý vị nghe lá thư. Ngày 21 tháng 10 năm 2023 con viết lá thư này vào lúc 1 giờ khuya tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạch thầy con xin tự giới thiệu, con tên Vũ Văn Long sinh năm 1969 tại Nghệ An, miền Trung, Bắc Việt. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình con là một gia đình nhiều đời theo đạo Phật, thờ cúng tổ tiên. Con tự giới thiệu dài dòng như vậy để thầy khỏi nghĩ vấn con là dư lượng viên của đảng. Bạch thầy bố mẹ con rất ái mộ thầy mặc dù bố con gia nhập đảng năm 1975 trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân đại thắng. Thầy đừng làm tưởng bố con là đảng viên có 45 tuổi đảng thì rất ghét các nhà sư phản động ở hải ngoại như thầy Thông Lai mà bỏ bố con trả thẻ đảng vào năm 2018 vì bất mãn gia đình của cụ Lê Đình Kình bị đảng vất tranh bỏ giỏ giết hại không thương tiếc. Như vậy thầy yên tâm về mặt này, bố con rất thích nghe pháp của thầy. Và nhờ vậy con cũng có duyên nghe pháp của thầy trong thời gian con còn ở Nghệ An quê con. Hôm nay con được biết email của thầy nên mậu muội khẩn trương. Tôi xin lỗi quý vị nha, thư của Cộng sản thì nó dùng danh từ Cộng sản chứ tôi không thể sửa lời nó được nha. Nó dùng khẩn trương quý vị thông cảm cho tôi ghét nó. mấy cái danh từ của Cộng sản lắm. Cho nên con khẩn trương viết thư trước là chúc sức khỏe thầy, sau là có một số nghi vấn về tiểu sử của thầy. Bạch thầy, thầy thường dạy đệ tử đạo Phật lấy chữ hiếu làm trọng. Con nghe băng giữa thầy chủ đề vì sao tôi là tu sĩ. Thầy giảng cách đây gần 20 năm. Và con biết mẹ thầy bị quỷ quyền Ngô Đình Diệm giết chết. Thế tại sao thầy còn ca ngợi bên dực cho tên độc tài ác ôn Ngô Đình Diệm? Thời gian hiện nay con thường vào các trang thông tin trên Google tìm hiểu lý lịch của tên Ngô Đình Diệm, thì con khó hiểu quá, không biết ai đúng ai sai, vì tụi con là hạng hậu sinh. Con sinh năm 1969, lúc miền Nam hoàn toàn giải phóng, lúc đó con mới có 6 tuổi. Cho nên con muốn tìm hiểu sự thật, lịch sử của cuộc chiến Việt Nam, các lãnh tụ của miền Bắc cũng như miền Nam. Các trang web của các linh mục công giáo thì không ngớt ca tụng tên Ngô Đình Diệm. Còn các trang web của Phật giáo thì lên án kỳ thị Phật giáo, quỷ diệt Phật giáo, đàn áp vị Phật giáo, con sinh năm 1959 cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng con mới 6 tuổi đang theo học lớp 1. Tại Nghệ An, sau khi tốt nghiệp trung học, thì con được học lịch sử và công lao vĩ đại của Hồ Chủ tịch. Mỗi một ngày tụi con vào trường, từ cái lớp mà à, em bé Hoàng Khăn Đỏ cho tới tới lên lên tới đoàn, đoàn viên, tới lên tới đảng viên, tụi con đều học thuộc tiểu sử của bác Hồ Vĩ Đại. Cho nên con kính trọng bác như một vị Phật, và các chùa ở miền Bắc đều thờ bác như thờ Phật và các sư cũng lễ lại bác như là lễ Phật vậy. Rồi con vào các trang mạng của những người thuộc chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa tại Hải ngoại con rất ngạc nhiên. Cùng là quỷ quân quỷ quyền nhưng sao có người viết bài ca tụng tên ác ô Ngô Đình Diệm và có người lại quyền rủa tên Ngô Đình Diệm hoàn toàn không nhất trí như các đảng viên Cộng sản Việt Nam ai ai cũng kính bác hồ như cha như mẹ. tuổi con là những đứa trẻ sanh sao đẻ muộn muốn tìm hiểu lịch sử. Thật sự của Ngô Đình Diệm tốt hay xấu thì con nghĩ chỉ có thầy thông lai là rõ nhất vì thầy rất thương mẹ thầy nhưng lại ca tụng ngô đình diệm thì tên này phải có cái gì đó đặc biệt cho nên thầy mới ca tụng như vậy tóm lại con là con của đảng viên cộng sản việt nam hiện tại con cũng là đảng viên cộng sản con muốn thầy cho biết tại sao thầy lại tôn thờ ca tụng kẻ đã ra lệnh cho bọn ác ôn giết hại mẹ thầy kính thầy nếu con có cái gì không đúng xin thầy nhất trí bỏ qua thấy không cái này nó là cộng sản bởi vậy thành ra nó hỏi thì nó có những danh từ cộng sản trong cái điểm này đó quý vị cần để ý nó hỏi đó tại sao đó, ở miền bắc đó, tất cả những người học sinh sinh viên các đảng viên và đồng bào đều được học chính trị là tôn thờ cái tên hồ tập trong khi miền nam đó thì bây giờ nó sinh sau đẻ muộn nó sinh ngày trăm sáu chín vì thấy không thì tới ngày tàn cuộc chiến này nó mới có 6 tuổi và nó vào trong sài gòn rồi hiện giờ nó ở sài gòn thì nó vào cái trang web của những cái quỵ quân quỵ quyền nó nói nó có những người mà làm trong chính phủ việt nam cộng hòa thì có những người viết bài đó thì binh Ngô Đình Diệm mà cũng là quy quân người quyền mà có bà người viết bài chữ Ngô Đình Diệm. Rồi nó nói nó không thể nào tin được những trang web mà của công giáo, các nhà thờ, các cha. Các cha thì đương nhiên là binh ổn giọng người công giáo nhưng mà nó vào trang web Phật giáo thì một 99% là điều chữ Ngô Đình Diệm. Chỉ có mình ông thầy thông lai like là ủng hộ Ngô Đình Diệm. Và cuối cùng nó nghe Pháp ba nó đưa cho thì nó thấy cái đoạn mà vì sao tôi là tu sĩ tôi giảng cách đây gần 20 năm. Thì có đoạn tôi kể gì mà tôi là một cái người con gái ở tại cái dòng sông Đồng Nai, xã Quá An. Giờ quý vị vô lịch sử quý vị biết là cảnh chùa Long Thiền. Ông ngoại tôi là coi như mới gả cho mẹ tôi cho bọn cường hào ác bá ở trên Tân Nguyên. Thì á, cái lịch sử là cái chùa Bà Thao quý vị biết rồi bây giờ cái chùa Bà Thao nó không còn nữa nhưng mà quý vị vào sợ cái trong Google đó là chùa Hương Long. Nó là nên mở quạt nó chùa Bà Thao gì, cái bà tên Thao bả bỏ tiền bả làm. Thì cái thằng này nó có hai cái điểm mà nó đặt ra là cái điểm thứ nhất á, là tại sao tôi lại ca tụng Ngô Đình Diệm là tôi là một cái người giảng hiếu À, xuyển dương hiếu mà lại là bất hiếu Rồi Cái thứ hai là sao là tất cả các sư Trên web Của Phật giáo đều là chửi hồ Ch... à, Ngô Đình Diệm Mà trong khi đó, đó Thì thầy là ca tụng Mà nó ngạc nhiên là hoài bắt là tất cả đảng viên đều ca tụng bắt hồ Trong khi đó, Ở trong miền Nam đó, các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa có tướng giết bài chửi Mà có tướng giết bài binh thì nó không biết đâu là sự thật Thì nó nghĩ là ông Diệm phải có cái gì đó Mà thầy mới ca tụng Thì bây giờ tôi mời quý vị nghe nha Nha yeah. Bây giờ đó thật ra là cũng cái may mắn của thầy thôi. Thời cụ Diệm còn đó thì thầy sinh 1952. Tới ngày cụ Diệm mà bị bức tử, bị đảo chánh. Bởi các tướng lãnh thân cận là con con nuôi của Tổng thống Bùi Diệm. Thì thầy lúc đó thầy mới có 11 tuổi. Là chú Tiểu. Thì lấy gì thầy trả lời nhưng mà thầy rất may mắn. Thầy là được Hòa Thượng Thích Huệ Thành. Ông là tăng thống của giáo hội quật lục Hòa Tăng. Thì quý vị bữa nào vào Google quý vị sợ là lịch sử Chùa Long Thiền lịch sử đại lão hòa thượng thích huệ thành thì biết rõ đó những cái gì thầy nói là có lịch sử hết ở chùa long thiền chùa long thiền đó thì nó ở xã bửu hòa nó là quận hồi xưa nó là quận đức tu bây giờ tôi không biết quận gì còn tôi cách cách cái chùa ở nhà tôi đối diện ở cách có một con đường thôi bên đây là xã quá an quý vị biết nhà mấy nước quá an đó là có cái bến đò ngựa và cái quận của tôi là quận dĩ an bây giờ hồi, bây giờ nó thuộc cái sông bé mà hồi xưa nó là tỉnh đồng nai thì cái tôi là có cái nhân viên như vậy thì bây giờ đó thì nếu mà tôi trả lời quá rành về lịch sử tại sao tôi chống cộng đó mà ủng hộ ngô đình diệm á, thì người ta nói tôi lúc đó mới là thằng bé tôi sinh ngày chín trăm năm mươi hai mà lúc sáu mươi ba tôi mới 11 một tuổi thì làm gì mà biết nhận nhưng mà tôi may mắn tôi làm chú tiểu rót nước cho hòa thượng huệ thành tiếp khách cho nên đó, thỉnh thoảng ông mai thọ truyền ông mai thọ truyền là một quốc vụ khanh của việt nam cộng hòa ông là một bộ trưởng của thời ngô đình diệm và tới thời Tổng quyển dân thiệu đề nghị cộng hòa ông cũng là một bộ trưởng cái chức vụ quốc vụ khanh đó, là nó tương đương với bộ trưởng cho nên ông là một cái người cư sĩ mà rất giỏi về Phật Pháp. Ông thường giảng đạo ở cái chùa Xá Lợi ở Sài Gòn. Ông có cái pháp danh là Chánh Trí. À, mà ông là cái người giảng được kinh diệu Pháp liên Hoa. cho nên tôi có thể nói ông trình độ Phật Pháp, ông rất nguyên thâm. Mà thời đó các đại lão hòa thượng đều kính trọng ông. Vì ông là một cái người giảng kinh diệu Pháp liên Hoa. Tại chùa Xá Lợi hàng tuần. đó Rồi thỉnh thoảng ông lên trên Biên Hòa để ông thăm hòa thượng Huệ Thành thì tôi là cái người nghe ông nói. Thì ông lên ông vận động, ông nói là ông biết hòa thượng Huệ Thành đó, là có thân tình với hòa thượng trí tấn ở chùa bà thao tức là bây giờ là chùa hưng long cho nên đó, chùa hưng long bây giờ cái gì vô google -go sợ là nó nằm ở trên tân nguyên đó là cái chùa mà cái chỗ đó là cái ổ mà nuôi dược cộng đó quý vị cái chỗ đó là cái chỗ mà cung cấp chạy gì quý vị nhớ tân nguyên ngày xưa nó thuộc về chiến khu d tức là cái vùng ban ngày là quốc gia mà ban đêm là cộng sản cho nên đó, mẹ tôi là một sư cô mà không phải đi tu vì giác ngộ được cuộc đời vô thường mà đi tu để mà tránh một cuộc hôn nhân do ông ngoại tôi ép gả cho một tên cường hào ác bá để đổi lấy một cái mẫu đất ruộng hương quả nha trên đường rước dâu đó từ ở xã quá an thì phải đi qua chỗ nhà tôi phải đi lên đi theo lên uh, coi như là tới cái uh, xã tân hạnh rồi đi một đoạn nữa tới xã tân ba rồi đi một đoạn nữa là tới tân nguyên thì lúc đó đó bà rước dâu bằng xe ngựa và cái tên mà nó cường hào ác bá đó nó là ông tổng ông nguyện gì tôi nhỏ tôi không có biết thời pháp mà thời Diệm mà cho nên đó, nó nói là ông tổng tức là hồi xưa nó có chính quyền thời Ngô Đình Diệm nó có ông ông xã ông ấp và ông tổng nha yeah. thì ông tổng đó là ông mới cưới bà mẹ tôi mà mẹ tôi đó thì con gái mới lớn và mẹ tôi đó là được cưới bởi cái bà lớn ông tổng đó là đã có ba vợ và ba bà đó đi rước dâu ông tổng thì ông đi xe trước à, má tôi thì đi với bà vợ cả là đi cái xe rước dâu và đi một cái đoàn à, nội ngoại hai bên thời đó không có xe hơi mà đi bằng xe ngựa cho nên á đi tới gần tới đi từ Quá An qua khỏi nhà máy nước Biên Hòa, nhà nước Quá An, đi dài lên tới xã Tân Hạnh, thì tới Tân Ba, tới Tân Ba là quý vị biết nó có quý vị sợ có cái quận Tân Ba còn cách Tân Nguyên khoảng 10 km, thì lúc đó đoàn xe ngừng lại đi tiểu, thì cái bà vợ lớn của cái tên tổng mà cường hào ác bá đó nó mới sợ là mẹ tôi rất là đẹp, bây giờ quý vị nhìn cô Hạnh Đoan đó, sư cô Hạnh Đoan đẹp sao thì mẹ tôi đẹp như vậy đó, tôi thì giống ba tôi chứ cô như thủy giống ba cho nên hình là cũng xấu. Còn á, cô Hạnh Đoan rất là giống mẹ Ví dụ thấy ni sư như Hạnh Đoan đẹp không Thì mẹ tôi đẹp lắm Cho nên mẹ tôi có cái bí danh là Hai Son Đẹp lắm dạ yeah. Cho nên á, bà sợ là mẹ tôi Sau khi mà về làm vợ của ông Tổng rồi Thì mẹ tôi sẽ chiếm đoạt hết Cái gia tài và cái tình yêu của ông Tổng Cho nên mẹ tôi đó Đi trong trời gian được cho cái đoàn rước dâu đi tiểu thì bà mới nói mày trốn đi, tao thấy mày trẻ quá, mày mới có 20 mà mày đi lấy một ông già, tao thương mày quá, tao thì tao đã làm dâu, tao lỡ rồi, vô đây mày chịu không nổi đâu trong này ổng tới hai ba vợ rồi mày sẽ sống trong cái cảnh mà nó 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 ganh ghen thương mày khổ thôi giờ tao cho mày trốn đi nha má tôi mừng quá mặc quyền bộ đồ cô dâu và mẹ tôi trốn nhớ không mẹ tôi trốn đi và sau khi đó tôi không biết có chuyện gì xảy ra nữa thì có lẽ là sau đó bảo báo là mẹ tôi đi trốn rồi thì khi ông tổng về tới nơi bà nói cho xin đi tiểu mà không thấy uh, con dâu nó trở lại chắc là nó bị cọp ăn tại cái thời đó đó cái thời kỳ đó là ở biên hòa nó có cái danh tiếng là cọp biên hòa ma bình thuận cho nên ông tổng ông cứ nghĩ là mẹ tôi bị cọp tha và rốt cuộc rồi mẹ tôi lạc đi trong cái rừng đó riết cho tới gần phía 4 giờ sáng bà đi từ lúc mà 3 4 giờ chiều khi cái đoàn rước dâu từ ở xã Quá An lên Tân Hạnh lên Tân Ba mà đi xe ngựa nó rất là chậm. Lên tới đó thì dâu đi tiểu là 4 giờ và bà đi riết cho tới gần 4 giờ sáng thì bà lạc bà, bà không biết đường và nghe tiếng chuông chùa vang dẳng Thì chùa Bà Thao hồi đó không phải là chùa Hưng Long mà do hòa thượng Thích Trí Tấn quý vị cái sợ đó. Tôi nói cái gì quý vị cái vào sợ trong web đó có hết hòa thượng Thích Trí Tấn là một cái vị trụ trì. Thì ông đánh 4 giờ thì ông cho đánh đại hồng chung để tụng lăng nghiêm. Và khi á ông đến đài hồng chung đó tụng lăng nghiêm thì cái tiếng đài hồng chung nó văng dẫn vào rừng và mẹ tôi nhắm cái hướng đó mà đi và mẹ tôi đi lọt vào cái chánh điện của chùa bà thao chùa bà thao bây giờ là chùa hưng long ở cạnh dòng sông đồng nai và nó thuộc về tỉnh tân nguyên biên hòa bây giờ đó và bây giờ quý vị biết là khi vào đó thì chuẩn bị có một cái thời trung phu và một cái giới đàn để mà truyền giới cho phật tử thì lúc đó mẹ tôi đó quý vị ngày xưa chùa nó không có đèn điện và nó đốt đèn đèn mù u đèn dầu nó leo lét cho nên đó, bà không có biết bà tưởng đây là cái đình cái miếu gì bà trốn vào nhưng mà sau khi mà vào đó rồi đó thì bắt đầu á một hồi chuông bác nhã đánh lên để thỉnh sư thì má tôi quảng hồn má tôi thì sống ở quê thường từ hồi xưa đó ở một cái là cái đình cái làng nó có một cái trống đình khi nào mà ai có cần chuyện gì là đánh trống đình để kêu quan thì má tôi nó chết rồi mình lạc vào trong một cái đình cái quán gì thế nào chắc cũng bị ông tổng bắt rồi mẹ tôi chui đại với cái bàn mà cái bàn đó là cái bàn của hòa thượng giảng sư đó thì bây giờ đó tôi chỉ nói sơ vậy thôi quý vị muốn nghe lại thì uh, vào trong sợt lại vì sao tôi là tu sĩ tôi chỉ nhắc lại thôi thì má tôi đi đi tu đó là sau đó má tôi giả trai cái chùa này chùa tăng quý vị sau khi mà phát hiện ra má tôi đó mặc đồ cô dâu đồ đó thì hòa thượng mới hỏi tại sao mà mà con mặc đồ cô dâu mà con chạy vô đây vậy thì má con nói con bị ép hôn cho nên con trốn mà bây giờ con không biết đây là chùa xin hòa thượng tha này hòa thượng nói, thôi bây giờ đó, cái ông tổng này cũng là đại thí chủ của chùa ta cũng khó xử lắm ổng là cái người nuôi mấy trăm miệng ăn của chùa mà nếu mà ta chứa con thì phích lòng nhưng mà thôi bây giờ đuổi con về thì cũng tội cho con thôi bây giờ con giả trai mà chịu đi tu á thì ta nhận và không ai biết hết rồi hòa thượng mới nhận mẹ tôi làm sư cô mà thật ra mẹ tôi là giả trai cho nên khi mà ba tôi đó là một tu sĩ bạn của hòa thượng trí quang ở phật học viện bảo quốc mà ông vào trong sài gòn đó, lúc đó là chiến tranh việt pháp bùng nổ và à, ông lê đình thám thành lập cái phật viện bảo quốc thì ba tôi đó là bạn học với hòa thượng thích trí quang cho nên ông rất rành tên thích trí quang này là một tên cộng sản nằm dùng do cái đề tam quốc tế nó gửi vào để mà nó tàn phá việt nam cho nên tôi nhờ cái đó mà tôi mới ghét tôi ghét cái tuổi mà 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 phật giáo ân quang là như vậy đó cho nên á tôi ba tôi ổng đi từ ngoài hay khi mà ổng không có tiền lúc đó là trong lê đình thám ổng cho ba tôi 100 là một uh, tiền đông dương tôi không biết tiền gì đó để mà đi làm chi phí để vào nam theo cái đoàn tàu xe lửa để mà vào trong này để mà tu cái gì nó giải tán cái phật viện bảo quốc trong chiến tranh việt pháp thì uh, ba tôi lại nhớ quê nội để mà về từ giả ông nội bà nội tôi ở tại gio linh Quảng trị đó cho nên trên đường đi bộ về đó thì uh, ba tôi uh, là coi như thăm ông nội bà nội xong ra đó thì uh, từ trong gio uh, linh ra tới đông hà thì ba tôi bị mốc bóp và bị mất tiền cho nên không có tiền mà chuyến tàu quả nó cũng đã cái đoàn tăng đoàn đã vào trong Sài Gòn rồi cho nên ba tôi không có tiền ba tôi phải đi bộ đi bộ từ ở Bà Đông Hà mà đi riết vào tới trong biên hòa đó quý vị đi tới đâu thì ông xin ăn tới đó và ông có cái nghề tay trái là coi bói cho nên ông coi bói trên đường và ông có phật tử cúng dường ông đi riết tới cái vùng chiến khu D đó thì <laughs> ông bị tay nó bố và ông không có giấy tờ kêu là giấy thế thân hay giấy gì đó cho nên ông bị bắt đánh gần chết và rốt cuộc rồi đó người ta mới khiêng cái ba tôi ổng dục vô cái chùa bà thao và má tôi lúc đó là người nữ duy nhất là lo vấn đề mà thuốc men mà ba tôi hoàn toàn không biết má tôi là người nữ cho nên trị bệnh xong thì lúc đó má tôi mới khởi tình yêu với ba tôi và ba tôi vì trả ơn mà phải xả giới ra đời cho nên mới có tôi có xin đi sư như thủy có cô hạnh phượng và cô hạnh đoan tôi tóm gặt vậy thôi cho nên tôi trở lại cái vấn đề là cái chùa này là cái chùa mà nó chuyên môn là ban ngày là quốc gia ban đêm là chiến khu D là cộng sản cho nên ban đêm á tụi cộng kinh tài ra nó đóng thế hòa thượng trí tấn không có thể nào mà dám đưa trực tiếp sợ sau này liên lụy cho nên hòa thượng giao mẹ tôi là người nữ mỗi ngày phải cung cấp bao nhiêu gạo bao nhiêu đồ ăn và tiền cúng dường từ thùng phước sương cho tụi kinh tài cộng sản ở trong chính khu đề. một ngày nọ thì nó ra nó hội chánh thì lúc nó ra nó hội chánh thì mẹ tôi cũng đã là ra đời rồi mẹ tôi đã về trở lại cái bánh miếng đất mà ngày xưa mà ông ngoại gả mẹ tôi đó là cho được hương quả của ông tổng đó để mà sống cạnh chùa long thiền đó thì khi nó ra nó hội chánh nó về chùa ở bà thao nó tìm mẹ tôi nó bắt nó hội chánh tức là thời ngô đình diệm có những cái chương trình chiêu hồi đó rồi nó ra nó bịt bao bố rồi nó về nó nhận diện người nào à, nuôi dấu cán bộ người nào là à, cộng sản nằm dùng thì nó vô nó kiếm bắt mẹ tôi không có mẹ tôi đã ra đời thì á, mới chỉ về đó là giờ đã về lập gia đình ở tại cái xã Quá an và nó cho à, lính của ngô đình diệm cho là bắt và tôi đó hồi đó tôi nhỏ tôi nhớ là có một người trùng cái bao bố và đi rất đông với những người mặc áo đen thì tôi chỉ biết là lính bảo an nghe nói lính bảo an và lính của cần lao nhân vị về bắt thôi lúc đó tôi nhỏ yeah và lúc đó là ba tôi đang tụng kinh trong chùa Long Thiền cho ba tôi thoát nạn còn má tôi bắt đánh và nó nó rút móng tay nó đập má tôi nó khai nó biểu khai coi những người nào mà hồi đó biết má tôi không khai và nó rút hết 10 ngón tay 10 ngón chân của mẹ tôi và sau đó nó đưa vào chùa và nó đánh chết mấy ngày sau thì nó trả xác về đó là tôi một coi từ lúc tôi 9 tuổi cho nên á nó, nó nói cái nãy cái thằng bé mà ở nghệ an này đó nói thằng bé cho bây giờ tôi nghĩ nó cũng đã mấy chục tuổi rồi nó nói tại sao tôi là bên ngôi đình diệm ngôi đình diệm có gì tốt thưa cậu tôi thưa cậu để cậu nghe kỹ đây Người xuất gia thì lấy cha mẹ chúng sanh nhiều đời là cha, chị tôi có hàng ngàn hàng triệu bà mẹ. Trong đó, đó bây giờ dân Việt Nam 100 triệu thì năm triệu 50 triệu bà già mà lớn tuổi bằng mẹ tôi đó thì là mẹ của tôi. 50 ông già bằng tuổi cha tôi là cha tôi. Cho nên tôi bỏ cái tình yêu cá nhân của một người thế gian mà tôi nhận cái đại gia đình là dân tộc Việt Nam là cha là mẹ của tôi. Cho nên tôi không có bất hiếu mà tôi đại hiếu đó quý vị. Cho nên cái ngày xuất gia là có cái bàn là bắt cha mẹ tôi lúc đó là hòa thượng Kiến châu và lễ mẹ tôi chết thì để cái hình của mẹ tôi và hòa thượng Huệ thành nói con xin lại mẹ ba lại mang tội bất hiếu kể từ ngày hôm nay con dùng thân của mẹ để mà coi tất cả chúng sanh người nữ lớn tuổi là mẹ của con coi tất cả chúng sanh lớn tuổi người nam là cha của con cho nên cậu đừng có nói tôi bất hiếu mà tôi là đại hiếu đó quý vị tôi bây giờ lo cho hết bà già này tới bà già khác và lý do ngôi đình diễm có cái gì tốt thì tôi nói cho cậu nghe cậu đừng có tin những cái những cái bài viết mà của những cái tên mà nó đảo chánh cậu vô đó những trang web và những cái tên mà nằm trong mà hội đồng quân nhân cách mạng của đệ nhất cộng hòa đó những tên tô thất đính nè những cái tên là trần thiện khiêm nè những cái tên đó đều là những cái tên ăn cơm của tổng thống diệm mà coi như đâm sâu lưng ngài à, mà ông cũng đừng vào những cái trang web của của trang nhà quảng đức hay là những cái trang web mà của hệ thống phật giáo mà coi như là ẩn quan mà kể phật giáo thống nhất cũng vậy đó nó bây giờ là cộng sản nằm hết rồi mà ông nghe tôi nói kỹ đây tôi á hồi nhỏ tôi là chú tiểu mỗi lần tôi ra tôi rót trà cho ông cụ mai chánh ông cụ mai mai thọ truyền nói chuyện với hòa thượng Bệ thành tôi được ghi hết thì tôi nhớ lúc đó hòa thượng mới nói con nên ghi nhớ để sau này hòa thượng lớn rồi con làm trụ trì của chùa long thiền thì con phải mang ơn đệ nhất tổng thống việt nam cộng hòa nguyễn ngô đình diệm ông nói lấy viết là ghi bây giờ tôi cũng còn nhớ rõ nè trí nhớ tôi hồi đó tôi có một trí nhớ là tôi ghi lại hồi hôm này tôi nhớ lại lúc đó là hòa thượng dặn ông ngô đình diệm có những cái gì mà sau này con phải là suy si tôn nhớ không có chạy theo cái bọn nhất hạnh cái bọn trí quang cái bọn đó là cái bọn mà coi như ăn công quốc gia thượng ma cộng sản tôi may mắn quý vị sợ cơ hòa thượng huệ thành tôi là sức thân từ người miền nam người gia đình. cho nên là tôi tôi lọt vào tay cái ông thầy miền trung là tôi trở thành ra là coi như sư quốc danh là tội đồ của dân tộc đó quý vị bây giờ nghe này tôi ghi lại tôi dùng cái trí nhớ của tôi tôi ghi lại những điểm mà ngô đình diệm tốt do cuộc nói chuyện của hòa thượng thích huệ thành với ông mai chánh tín mai thọ truyền nghe đây điều tốt thứ nhất của cố tổng thống ngô đình diệm thứ nhất đón nhận và định cư cho một triệu đồng bào miền bắc di cư vào Nam tị nạn Cộng sản. À, điều theo Công ước Hiệp định Geneva ký ngày 20 tháng 7 năm 1954, đó à, tức là ông cho một triệu đồng bào, mà lúc đó mới nghèo lắm, Việt Nam Cộng hòa, đệ nhất Cộng hòa nghèo lắm, ông định cư cho một triệu người. Thứ hai, thành lập khu trù mật giúp đỡ một triệu đồng bào công giáo có cuộc sống ổn định tại miền Nam. Khi mà một triệu người vào miền Nam, những khu trù mật này gồm có gì? Những khu khố nai, khu bùi chu gia kiệm, à, khu chợ ông tạ. Những khu đó là đồng bằng quan phế mà dưới sự yểm trợ của tổng thống Ngô Đình Diệm những khu hố nai những khu gia kiệm những cái khu mà chợ ông tạ sau này trở thành là những khu trù mật và tất cả đồng bào miền Bắc từ cuộc mà di cư vào Nam không có một đồng bạc chỉ có bộ đồ rách rưới mà sau này họ trở thành là những người trung lưu giàu có đến nỗi những người miền Nam phải ganh tị đó là công ơn thứ hai của tổng thống Ngô Đình Diệm thứ ba công ơn tổng thống Ngô Đình Diệm là giáo dục miễn phí y tế miễn phí qua chương trình nhà thương thí tôi nhớ rõ hồi xưa tụi này bệnh là đi vô nhà thương thí ở tại biên hòa đi qua xong lên trò tỉnh trưởng đi lên một chút là quẹo ra vô là coi như gặp nhà thương thí là khám miễn phí thuốc men đầy đủ tức là ông cụ diệm lên cái chương trình giáo dục miễn phí học trò từ mẫu giáo cho đến trung học miễn phí y tế miễn phí qua chương trình nhà thương thí thứ tư công ơn tổng thống ngô đình diệm tái thiết phục hồi đường xe lửa từ đông hà vào sài gòn hoàn tất năm 1959 sau khi cuộc chiến tranh Việt Minh và Nhật Bản nó tàn phá hết. Thứ năm cho xây dựng Đại học Quế bằng số tiền lời, sổ số, số kiến thiết, Tám kỳ liên tiếp để thành lập Đại học Y khoa huế đào tạo ra những bác sĩ tài ba của Việt Nam Cộng Hòa. Thứ sáu ra lệnh giúp đỡ bán đất giá rẻ một đồng để xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn. Chùa Vĩnh Nghiêm bây giờ mà được cái trang nghiêm như vậy là lúc đó cụ Diệm bán cho một đô la, một đô, một đồng của Ngô Đình Diệm để xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm, xây dựng chùa Từ Đàm ở Quế là cái ổ của Thích Trí Quang để mà nói đạo tránh Ngô Đình Diệm. Chùa Diệu Đế cũng là cái ổ của Cộng sản ở miền Trung và rất nhiều chùa khác ở khắp tỉnh miền Nam. Điều thứ 37, khai trương xa lộ Biên Hòa và tái thiết quốc lộ 19, nối liền duyên hải miền Trung và cao nguyên Trung Phần. Thứ 8, ra lệnh cấm người qua nếu không nhập quốc tịch Việt Nam thì sẽ không được làm ăn tại Việt Nam và bị trục sức về nước để bảo vệ miền Nam không bị tàu cộng đồng hóa. Thứ 9, chính, chính thức phát hành tiền tệ riêng biệt, biểu, biểu biểu tượng của một quốc gia độc lập, dùng tiếng Việt trên tờ giấy bạc Việt Nam, không dùng chữ Hán như tiền của miền Bắc do tên Hồ Tặc chủ trương, lệ thuộc Tàu. Tỷ hỏi giá của một đồng ngô đình diệm, 1 à, một đô la đổi được 35 đồng ngô đình diệm, người thấy tiền Việt Nam Cộng Hòa có thể ngô đình diệm, đó, tức là 35 đồng của cụ diệm đổi được một đô la Mỹ. Thứ 10, thành lập khu kỹ nghệ Thủ Đức, khu kỹ nghệ An Hòa, khu kỹ nghệ Nông Sơn, nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy chế biến thủy tinh, nhà máy điện đa nhiêm, nhà nhà máy sản xuất giải sợ Vinatexco ở Đà Nẵng, Vi Mai ở Sài Gòn, nhà nhà máy sản xuất mỏ than nông sơn. Thứ 11, thành lập nhiều cô nhi viện, thành lập trại cùi. Thứ 12, thành lập các quán cơm xã hội cho người lao động, học sinh, sinh viên già với giá trợ giúp của chính phủ. Thí dụ bây giờ một tô phở bán ở ngoài 10 đồng thì ông Diệm ông trợ giúp cái tiền để còn bán có 3 đồng. Cho kêu là quán cơm xã hội đó. Mà hồi đó tôi gia đình nghèo cho nên khi tôi còn học đó, là tôi tỉnh thoảng tôi cũng lội vô cái cơm xã hội để mà ăn thứ 13 đưa miền Nam Việt Nam thành Hoàng Ngọc Viễn Đông đến nỗi là Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore khi qua thăm Sài Gòn phải thăng thở Ngô Đình Diệm mới độc lập có 5 năm mà vượt xa Singapore cả 10 năm được 80 quốc gia công nhận là hội viên của Liên Hiệp Quốc nhưng mà vì bị phiếu phủ quyết của Liên Xô và Ngô Đình Diệm là hội viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đồng tiền của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó được 80 quốc gia công nhận chứ không phải như cái tiền của Cộng sản. Thứ 14 đề ra một đạo lực khá đặc biệt là luật bảo vệ gia đình và luật bảo vệ luân lý thường phong mỹ tục của người Việt Nam. Cái luật này đó, thời đó tôi được ông Mai Thổ Triền nói, khi mà một người vợ mà ngoại tình thì sẽ bị như thế nào? Một người chồng bạc đại vợ sẽ bị như thế nào? Khi mà một người công dân đi ra đường thấy một cái xe tan đi ngang mà không có dở mũ cúi đầu là coi như người đó cũng sẽ bị coi là cái thành phần vô học. Khi đến trường học, một cái người hiệu trưởng hay thầy giáo bước vào trường tất cả học trò phải đứng lên nghiêm nghị để mà chào đón và cái vấn đề mà lực bảo vệ gia đình Lực bảo vệ đạo, đạo cái tình thầy trò và tình vợ chồng là bảo vệ thường phong mỹ tục của người việt nam đó là luật ngôn diệm như vậy quý vị thấy không phải cái tài liệu này nữa mà theo cái cuốn sách thì cuốn sách là ao việt nam nay mè đây của một người sử học người mỹ viết thời ngô định diệm là cái bà này đó là một cái người mỹ bà đó bà viết cái cuốn sách ao việt nam nay mè bà là một sử học gia người mỹ bà viết thời ngô định diệm Bà thống kê có 1.275 ngôi chùa được cấp phép xây dựng, 1.295 ngôi chùa được trùng tu với sự trợ giúp của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và theo cụ quốc vụ Khanh Mai Thọ Triền, một danh sử Việt Nam Cộng Hòa, thời Bảo Đại chỉ có 2.206 ngôi chùa tại Việt Nam. Đến 9 năm Ngô Đình Diệm cầm quyền, số chùa tăng lên 4.766 ngôi chùa thống kê vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Tức là thời mà Bảo Đại ở Việt Nam từ Bắc Chí Nam chỉ có 2.206 ngôi chùa cho đến 9 năm Tổng quyền Ngô Đình Diệm đã yểm trợ cấp giấy phép cho nên số chùa đã tăng lên đến 4.766 ngôi tính tới thống kê ngày 1 tháng 11 năm 1963. Thời kỳ pháp thuộc và bảo đại Phật giáo không có mở được một trường học. Nghĩa là thời kỳ pháp thuộc và thời kỳ bảo đại lên nắm chính quyền. Thì Phật giáo không mở được một trường trung học tiểu học nào với chế độ ngôn Đình diệm. Theo ông Đỗ Mậu, tùy duyên của Tổng thống diệm Phật giáo có 160 trường trung học mang thương hiệu là trường Bồ Đề của Phật giáo. Và công lao lớn nhất của Tổng diện Tổng thống Diệm là không đồng ý cho quân đội Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Nếu ông nói, và ông nói nếu Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam, thì Cộng sản bất diệt có cớ nói Hoa Kỳ xâm lăng Việt Nam, vì tinh thần bài hoại của Việt Nam rất cao sau 100 năm pháp thuộc. Và vì Tổng thống Diệm không đồng ý cho Hoa Kỳ đưa quân vào, cho nên có cuộc đảo tránh ngày 1 tháng 11 1963. Và vì Tổng thống Diệm đã mất, cho nên sau ngày 1 tháng 11 1963, không có người nào đủ tài đức bằng cụ Diệm. Tổng thống Thiệu thì cũng có tài đức nhưng mà vì cái cuộc mà đảo chánh 1963 nó làm cho tan nát miền Nam và nó đưa đến cái chánh thất thất bại của Hoa Kỳ và dân tộc Việt Nam chúng ta mới có ngày đau thương 30 tháng 4 năm 1975. Bao nhiêu đó từ khi chấp chánh năm 1955 cho tới khi bị đảo chánh cũng Ngô Đình Diệm ăn lương rất là khiêm tốn trong một cái bộ mà cái nội vụ là lương cậu Diệm rất là đàng hoàng quý vị không tin sợ coi Tổng thống Ngô Đình Diệm lương thế nào. Một lần cụ đi mà đi mà thanh lý các khu trù mật cái khu ấp chiến lược cũng nằm ngủ trên những cái mà cái 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 giặc tre ở góc tre đó ngài mang đôi dài mà nó lủng lỗ luôn quý vị người ta chụp được ta lưu lại bây giờ ngài không vợ ngài không con nha ngài đó đúng ra ngài tính đi tu đó quý vị nhưng mà vì lúc đó không có ai có uy tín bằng ngài và bây giờ quý vị nhìn thấy coi quý vị nhìn thấy là coi như là hồ chí minh bao nhiêu vợ hả mà hồ chí minh là ai trong khi cụ ngô đình diệm này có nguồn gốc rõ ràng từ nhỏ tới lớn cha mẹ đặt ngô đình diệm là là ngô đình diệm một con người mà thay tên đổi họ tức là làm cái gì xấu mới thay chứ lúc thì nguyễn ái quốc lúc thì nguyễn tất thành đủ thứ tên hết còn ngô đình diệm đi không đổi mặt chết không đổi mặt không thẹn giữa đời cho nên á cụ ngô đình diệm á mà khi cụ được một cái giải thưởng quý vị biết đó, giải thưởng mà của cái quốc tế nó tặng cho ngài một giải thưởng 10.000 đô la cái thời đó lớn lắm ngài dùng 10.000 đô la đó ngài gửi tặng cho cho ai cho ông đức đặt lai lạt ma à tặng cho đức lai lạt ma mười ngàn đô la do một cái giải thưởng của một cái quốc gia Âu Châu nó tôn tưởng ngài là cái người là coi như là đem lại tự do cho cho cái miền Nam Việt Nam mà ngài không có xài lúc đó còn nghèo 10 ngàn đô la thời cụ diệm lớn lắm quý vị cho nên cụ lại đem cái số tiền đó cụ mua thành ra bao nhiêu tấn gạo đó cụ đổi ra và cụ viện trợ cho Đức Lại Lê Lộc Ma trong lúc đang tị nạn cộng sản Trung Quốc ở tại bên Nepal đó là như việc làm của cụ và bây giờ quý vị thấy rõ ràng trong chế độ nào nó cũng có cái sai cái xấu nhưng mà những cái quý vị thấy cụ đi um, về thanh lý ở một cái vùng miền tây thì cái ông tỉnh trưởng lúc đó tôi quên rồi là lúc đó cụ mai thọ truyền vào nói với hòa thượng Bệ thành đó ngày hôm qua tổng thống rất là giận hỏi giận chuyện gì nói là đi thanh lý xuống dưới thì á, toàn bộ tụi nó đó cái tụi mà tỉnh trưởng nó nịnh á tỉnh trưởng nó là công giáo nó lấy cờ va thi căng và nó lấy cờ của tòa thánh nó treo cờ công giáo nó treo đầy theo đường cụ Diệm bước xuống xe rồi cụ Diệm không thèm xuống cụ giận cụ hỏi đây là nước việt nam Hay là tòa thánh va thi mà đứa nào làm ra quảng hồn lật lấy cờ việt nam cộng hòa ra treo chứ không phải là cụ mà binh giật đâu và quý vị coi á, cuộc tiếp xúc Tổng thống Ngô Đình Diệm tại chùa Xá Lợi, tại chùa Ấn Quang như thế nào mà nói cụ kỳ thị. Trong khi mấy chục ngôi chùa, mấy ngàn ngôi chùa đã được cụ Ngô Đình Diệm viện trợ để mà tu bổ. Cho nên cụ mới thành lập khi cụ trở về nước. Cụ chỉ có 12 người lính cận vệ thôi. Mà cụ dẹp được cái tuổi Bình Xuyên, tuổi Bãi Diễn. Dẹp được cái loạn sứ quân của tụ Pháp để lại. Rồi á, cụ vừa Bình Định vừa chiến đấu. Mà trong thời gian đó đó, Hoa Kỳ chỉ là diện trợ mà không đưa quân vào mà cũng không có một tên cộng sản nào mà lọt hết. Tất cả những tên mà nằm trong quỹ viên bộ chính trị đều bị bắt hết. Nhưng mà sau đó thời kỳ đảo chánh xong đó là cái hội đồng quy nhân cách mạng thả hết những tụi nó trở về. Cho nên giờ này nó mới khổ đâu quý vị. Và cụ có một cái lực 10 59 cụ kéo cái máy chém chỗ nào mà có cộng sản chém. Không có tha, không có nhốt nữa. Thấy không? Cho nên á thầy trả lời với đứa bé mà sinh tại Nghệ An sinh ngày 169 bây giờ cũng là tráng niên trung niên rồi cũng già rồi đó. Tôi không bất hiếu, mà tôi trả hiếu đại hiếu. Vì người xuất gia nhận cha mẹ chúng sanh nhiều đời, chứ không phải có một đời. Và những cái công trạng mà tôi nêu ra, trong thời gian ngắn ngủi có 9 năm, ai làm được hơn Tổng thống Ngô Đình Diệm? Phải không quý vị? Trân trọng kính chào.